ngày mới chỉ bắt đầu khi em Ivy đi tới trường không hiểu sao dạo này Ivy đi học cứ mít ướt như vậy nè xong nhiệm vụ đưa con tới trường thì hai vợ chồng Hoa sẽ bắt đầu đi ăn sáng sáng này thì vợ chồng Hoa sẽ ăn cháo lòng lúc trước Hoa rủ anh xã Hoa đi ăn món này nhất định là ông không ăn lần nào Hoa rủ đi ăn thì ông cũng kiếm lý do để từ chối hết trơn á do đây là quán cháo lòng của người bác mà ông là người nam nên là sợ không có hợp khẩu vị á mọi người vậy mà ăn thử một lần các ông bị ghiền luôn chứ giờ là một tuần ông phải đi ăn hai đến ba lần mới chịu được á mọi người cái món này ăn thì ngon thế đó nhưng mà mỗi lần ăn xong là cứ bị dính đồ ăn thừa vô kẽ răng khó chịu cực kỳ nên là về tới nhà là Hoa phải lao vô nhà tắm dùng tắm nước để vệ sinh răng miệng liền dùng tăm nước tiện một cái là mình vệ sinh răng rất là sạch mà không có bị thưa chân răng như là khi mà mình dùng tăm để xỉa dạo gần đây thế hoa vừa mới sắm thêm cái em tăm nước của nhà Flossy cho cả hai vợ chồng cùng dùng so với các loại tăm nước khác trên thị trường thế hoa thấy là em này dùng hiệu quả hơn mà cả nhà đều dùng được loại này thì có đầu tăm nước chữ u hai chiều nên là có thể vệ sinh cùng một lúc cả hai mặt răng giúp làm sạch những mảng bám thức ăn thừa ở trong những cái kẽ đang sâu nhất một cách dễ dàng ngoài ra thì sản phẩm này còn có đính kèm thêm đầu vòi một chiều nữa máy có năm chế độ từ mạnh đến nhẹ nên là mọi đối tượng đều có thể sử dụng được kể cả trẻ em từ ngày mà chuyển qua dùng tăm nước là vợ chồng hoa không có phải đi cạo vui răng định kỳ luôn á bên hãng người ta còn tặng kèm cho mình một cái túi vải để có thể mang tăm nước đi khắp mọi nơi luôn nè bạn nào vẫn đang dùng tâm này sẽ răng theo cách truyền thống thì mọi người hãy chuyển qua dùng thử tâm nước xem sao ha hòa đảm bảo là mọi người sẽ thích mê vì sự tiện dụng của em nó luôn á